Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự siêu việt. Siêu việt của con người là gì? Siêu việt đề cập đến mức độ cao nhất và bao trùm nhất hoặc toàn diện nhất của ý thức con người. Hành vi là và liên hệ với tư cách là mục đích thay vì có ý nghĩa là với chính mình, với những người quan trọng khác, với con người nói chung, với các loài khác, với tự nhiên và vũ trụ. Ví dụ về siêu việt là gì? Định nghĩa về siêu việt là phi thường hoặc vượt quá kinh nghiệm của con người. Nói chuyện với Chúa là một ví dụ về trải nghiệm siêu việt. Siêu việt trong tâm lý học là gì? Từ Wikipedia, Bách Khoa, toàn thư miễn phí. Vượt lên trên bản thân là một đặc điểm nhân cách liên quan đến việc mở rộng ranh giới cá nhân, bao gồm có khả năng trải nghiệm những ý tưởng tâm linh như coi bản thân là một phần không thể thiếu của vũ trụ. Một số nhà tâm lý học bao gồm Viktor Frankl, Abraham Maslow, Pamela. Mục đích siêu việt là gì? Một ví dụ điển từ Viktor Frankl 1963. Khi viết về tâm lý sống sót sau trại tập trung, ông mô tả cả về các mục đích sống siêu việt của bản thân nhân tạo, ra cảm giác rằng hành động của một người là quan trọng đối với thế giới, giúp một người kiên trì ngay cả trong những hoàn cảnh kinh khủng nhất. Siêu việt trong Cơ Đốc giáo là gì? Tính siêu việt trong Cơ Đốc giáo có nghĩa là Thượng Đế tách biệt và độc lập với tự nhiên và nhân loại. Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản gắn bó với hay tham gia vào sự sáng tạo của con người. Bên trong bản chất siêu việt vĩnh viễn này của Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Thần có siêu việt không? Trong thần học Công giáo, Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần tự mặc khải một cách nội tại. Thiên Chúa Cha chỉ bày tỏ bản thân mình một cách gián tiếp qua Chúa Con và thần khí và bản tính thiêng liêng. Thần Chủ hoàn toàn siêu việt và không thể hiểu được. Chúa Thánh Thần cũng được thể hiện như một sự bất tử của Đức Chúa Trời. Làm thế nào tôi có thể có kinh nghiệm siêu việt? Tuy nhiên, có những phương pháp bạn có thể làm để tạo ra những trải nghiệm siêu việt hơn. Một số người sử dụng các bài tập tâm linh, chẳng hạn như những người khác trải qua sự siêu việt trong những thời điểm cao độ của sự gần gũi tình dục, sử dụng ma túy, các sự kiện đau thương và trong trạng thái dòng chảy được trao dồi thông qua thể thao, võ thuật và khiêu vũ. Nó có nghĩa là gì để vượt qua văn hóa? Cuốn sách Vượt Qua Sự Mong Đợi của chúng ta, vượt qua sự vượt qua ngụ ý một sự gia tăng hoặc mở rộng đáng kể trên hoặc vượt quá giới hạn thông thường, vượt lên trên các giá trị của nền văn hóa của họ. Sự vượt trội thể hiện sự vượt trội về thành tích hoặc chất lượng và có thể gợi ý sự vượt trội hơn tất cả những người khác. Cơ Đốc giáo có tin vào siêu việt không? Một yếu tố quan trọng trong đông Christian hiểu về Thiên Chúa là quan điểm cho rằng Thiên Chúa trong bản chất của mình là hoàn toàn siêu việt và không thể biết. Trong sự hiểu biết này, Thiên Chúa có thể được chỉ định bởi các thuộc tính tiêu cực. Nó là có thể nói những gì Thiên Chúa là. Tư duy siêu việt là gì? Vượt ra ngoài kinh nghiệm, suy nghĩ hoặc niềm tin thông thường hoặc thông thường, siêu nhiên, trừu tượng hoặc siêu hình, duy tâm, cao cả, ngỗng cụ ngông cuồng. Thực tế siêu việt là gì? Ý nghĩa của thực tại siêu việt vô hạn đã thể hiện rõ lên gọi của nó. Bản thể này là siêu việt, có nghĩa là nó nắm ngoài phạm vi bình thường của trải nghiệm về vũ trụ vật chất của chúng ta. Đồng thời bản thể này là hiện thực trong quá trình sống của con người. Mối quan hệ siêu việt là gì? Các mối quan hệ siêu việt, một kết nối vượt ra ngoài phạm vi trải nghiệm bình thường của con người. Nó đi sâu hơn, sau đó chạm vào và phát ra âm thanh. Đó là năng lượng mà bạn có thể tạo ra với một người khác
và sự chạm của hai câu. Chuyện trở thành một. Vượt lên chính mình nghĩa là gì? Về cơ bản, từ transcendent phương tiện vượt cá nhân tự, có nghĩa là vượt qua bản sắc riêng của mình và hiểu rằng bạn là một phần nhỏ của một cái gì đó lớn hơn. Đây là một hiện tượng phức tạp, đồng bộ với nhận thức của bạn về bạn như một phần không thể thiếu của vũ trụ. Vượt lên trong thiền định nghĩa là gì? Chuyện cảm hứng là quá trình tự nhiên lặn vào trong, vượt ra ngoài suy nghĩ, vượt ra ngoài mọi hoạt động tinh thần để trải nghiệm trạng thái nhận thức thuần túy hoặc tỉnh táo yên tĩnh. Tiếp cận nguồn năng lượng, sự sáng tạo và trí thông minh dự trữ sâu bên trong bạn. Làm thế nào để có thể vượt qua giới hạn của mình? Làm thế nào để transcend chúng ta riêng hạn chế? Thứ nhất, đặt mục tiêu. Nếu bạn muốn vượt lên chính mình, bạn cần phải có một cái gì đó để hướng tới. Thứ hai, đừng bị giới hạn bởi sự suy nghĩ của riêng mình. Thứ ba, đừng lắng nghe sự tiêu cực của mọi người. Thứ bốn, hãy tập trung và cam kết hoàn toàn. Thứ năm, hãy nhờ nhiều điều là không thể. Thứ sáu, cảm hứng, các ví dụ cá nhân. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.